cho ông uống đâu. Sao xin phép đàng hoàng này, ông dạy con cháu hai ý như thế này. Cái quyền bình đẳng, con cái kiến giả nhất Phật, vợ đầu hai cái này là được, quyền bình đẳng. Dạy con cháu không được đánh vợ. Được. Mẹ như ông bảo là bố, nhà con đánh con là ông Thư. Ông năm cho bố mẹ đánh. Quyền bình đẳng. Bác có tài bác bảo là đông chơi. Bây giờ chết người đi quay. Quyền bình đẳng phải ninh vợ con. Không phải là lúc nào mình ngồi đông đủ lại đâu. Hai cháu mày mà. Châu. Thế là quyền con cháu thì hay. Bỏ cái tay ra. Bỏ tay ra. Châu cái gì? Đàng hoàng mình làm sao mà mình phải ơi. Mông bảo. Mình đàng hoàng không thử gì mà dạy bảo. Không phải vì là không phải là lúc nào ngồi đông đủ này. Quyền mình nắm. Còn lưu lại. Con là không được chửi bà. Con cháu chắt. Không được hát ủi. Thế còn chú quay chú à? Quay rồi. Đấy phải quay chú vào chứ này. Chắt nó nhìn lại là à đấy các cụ ngày xưa rồi. Bác Thư mới này. Thôi mình nữa rồi. Bác Thư mới này. Khác với các cụ ngày xưa không có cái công nghệ. Con thắng để bố nó một câu nữa. Mấy khi được một vài câu này. Để yên để bố nó một câu này nữa này. Vâng. Kinh nhà Phật mà tự do tự tại, nhưng bác Hồ bảo là không gì quy y độc làm thơ, tự mình phải lo, không ỷ lại cho người khác. Vâng. Nhất câu chốt này để cho mọi người không được ỷ lại. Đấy là như thế. Vâng. Nhá. Kinh nhà Phật dạy là tự do tự tại. Tự do thì bác chạm tôi đang này, bác không thể ép tôi được. Thế tự tại là phải tự ra tự tại hiện tại của mình đây, phải lo. Ông chuẩn đấy. Không nói là riêng nha. Riêng bố nha. Bố nha. Nha Yên. Bố sẽ thống nhất trí mấy ý hôm qua cùng cái là bố. Phải nói cái người kinh doanh như là chưa chuẩn nhá. Ông nói đúng là phải nha. Đấy như thế. Nhưng nhiều người này cứ tưởng là ông say nhá, không sai đâu. Không. Ai tưởng ông say. Không phải là ông say. Nhưng mà cái quan điểm qua là lúc con vào đau thì là đã bức xúc rồi. Ông là mẹ người ta đã bày ông cho bác là con lại nói ông này không phải là nghĩ là ông say. Mà hôm qua tất cả mọi người là không hiểu được. Không hiểu. Lúc trưa cơ, không phải lúc tối. Đấy. Giữa bàn lúc trưa cơ. Giữa bàn lúc trưa con đang ăn mà em đang ăn. Ba mẹ con thì em cái gì? Trưa thì hai mẹ con là cái Nhung. Là phải ăn sau cho cháu để ăn cơm mà. Mình không biết đâu. Khóc Tiến mới bảo thôi em xin anh, nhưng mà anh bảo Tiến không thể biết được. Do mà nào tức lắm. Như thế bạn bảo nói không qua được hai nhầm bông. Tiến không biết, nhưng mà thế anh bảo là Tiến không biết được đâu. Điện lúc bó bàn đó nha. Ngủi mười bàn bàn cứ đi sẵn. Từ lúc trưa anh đã không được nói rồi. Xong lại đến một hồi nữa. Cháu nói chuẩn đấy. Gia đình nhà tôi mướn 32 mâm phải đầy đủ. Còn tiền công không được lấy đâu. Có bà đi. Đi uống nước băng này. Đi uống nước. Mẹ nó nói đi. Có chết với tôi thì được. Mẹ nó chiếu hết bát này. Mấy ông ơi cho mình biết chúng ta buồn người ta đang ăn nữa được không được. Bên này thì mình đang chưa, ăn chưa, được nhưng mà mình phải nói không như mày tỉnh đấy. Được. Còn hơi mông đang ăn cái này đấy. Còn hơi mông này cho mình trong một lắm đấy. Tổng cộng đúng không cho mông. Gia đình người ta đang ăn thì vào chất rồi. Được. Ui mồ tăng thế này. Hôm nay cháu mày cứ chưa. Nó. Cháu mày chết nhỏ. Với nhà nó hơi chuẩn. Tao nói với nhà này cháu nó có hai cái sai lầm. Quá sai lầm mà. Ba qua đây.